đang rất mong chờ xem là Faker và Knight họ sẽ đánh cái kèo này như thế nào. Đây là cái phát, nói chung là chúng ta mà cắt ABL thì chúng ta sẽ biết xuyên debut ở trong máu của Invictus Gaming. Đúng rồi. Và trận đấu đầu tiên người ta đánh là Nili. Đó là con Nili cướp rừng một cách man rợ. Và ở trong ván thi đấu này cũng là Nidalee. Nó nằm trong tay của Xuyên. Anh ta muốn đánh bại T1 bằng chính con Nidalee mà anh ta đã mang vào trong trận đấu debut của anh ta. Thì để coi coi liệu là Nidalee trong tay của Xuyên nó có ấn tượng như kênh nhân ngày hôm qua không. Tôi chưa biết độ hiệu quả đến đâu, nhưng rõ ràng nó đang nhận được rất nhiều những cái sự hưởng ứng đến từ các bạn khán giả, những cái cổ động viên của BLG tại sân vận động của chúng ta rồi. Hy vọng là Xuyên sẽ có một màn thể hiện tốt với quân bài Nidalee này. Nếu như đó là một màn debut, chính xác là một màn thể hiện thành công thì sẽ là chiến thắng 3-1. Còn nếu không thì họ sẽ tự đưa mình vào thế chân tường và đến ván thi đấu thứ 5. Giờ là cuộc chiến của Hữu Trung với lại các vận động viên còn lại à. Hôm qua là các anh em là dự đoán đúng 3-2 hết Chi Chu, nhưng mà hôm nay là đúng một mình tôi là đấu với lại các anh em còn lại ở trong bàn phân tích và bàn bình luận luôn. Thì để coi coi là liệu Hữu Trung đúng hay là các thành viên còn lại ở bàn phân tích và bàn bình luận đúng. Chúng ta cùng đến với ván thi đấu quyết định. Ván thi đấu để biết xem là ở trên nhánh thắng sẽ là một đại diện của có một cái thể khả năng lý giải này là các đội đã train con Galio ở trong những trận đấu tập nhưng mà tụi nó thua. Tại vì trong một các giải quốc tế sẽ có một số cái ví dụ như đầu mùa sẽ có một số bao biết mà người ta dự đoán xong rồi tụi nó biết nhiều xong tụi nó sẽ thua. Nhưng mà bởi vì đó là trước đó anh tập nó thắng. Còn con Galio thì có thể là train xong rồi thua. Xong tụi nó không biết. Xuyên ngay lập tức ui một mũi lao cái khởi đầu suôn sẻ thế nhờ. Sốc điện luôn. Honor đang mất một lượng máu, trời cái mũi lao này mà trúng rồi nó phải về. Honor bây giờ cũng phải về. Cái cây máu này là cây máu không cho phép xuyên vào. Ây da, mất cái bấm bề. Honor bị cancel. Đúng rồi, anh ta bị hủy như biến về. Tức là cái hướng đoán của Xuyên vẫn đang đúng. Bây giờ anh ta chỉ chưa biết là Honor đang đứng ở đâu mà thôi. Faker đi. Faker okay. Mà ăn cái quả quy đó nữa thì thôi, những quả lao đến từ Xuyên nó sẽ. Mọi người nhấn like cho luôn cái livestream nha, cảm ơn anh em. Anh ta đã hoàn thành xong được nhiệm vụ đầu tiên, cấu một cái đống máu trên người của Honor. Ờ bạn Jason nha. Honor bị suy nghĩ. Hồi nãy Honor có một pha bóng bị ngay chỗ giữa hai trụ. Đúng rồi. Nhưng mà thế sẽ bị chậm mất là anh ta cảm giác sẽ rất chậm mà bạn đâu. Nhận kèo nha, nhận kèo nha. Chậm là bạn nát. Đúng. Cho nên Honor để mình chat với anh em Faker mà. Và anh ta sẽ khởi động vòng rừng với 5-5 nha Faker ơi, một mạng 10.000, 5-5. Và đứng giữa cho thấy Faker cũng đang rất tự tin với ngọc xúc điện chứ không phải bước chân thần tốc trên người của một Akali này. Bình thường cho thấy bước chân thần tốc khi đối đầu với cả một con Tristana để có thể đảm bảo được lượng máu. Nhưng đây sẽ là bước đi đột biến của BLG. Ui, quả này Honor hơi toan rồi. Anh ta sẽ tìm mọi cách. Và anh ta đã bị làm chậm. Ui, xin giao bị làm chậm nhịp farm. Mà con Nili nó cắn được hết quái rồi. Không, cái mà cái bây giờ tụi BLG nó khốn nạn ở chỗ này nữa các bạn. Bây giờ nó bít con Nili như thế này. Cả sói bắn cả Honor luôn. Mình không cần biết cái kết quả của ván đấu này như thế nào. Cũng phải xài trừng phạt. Nhưng mà nó sẽ có khả năng gây sự chia rẽ. Ây ui. Tóc biến nẻ. Thành công. Nó gây chia rẽ giữa Faker và Honor. Và Bin anh ta sẽ cần phải suy nghĩ xem mình nên hỗ trợ. Rõ ràng khi bây giờ thằng Xuyên nó bứt mà bây giờ Honor kiểu quay qua An hay là sẽ xuống dưới này. Faker lắc đầu. Thể hướng được những kinh nghiệm này. Là chắc chắn là Honor nó dỗi liền. Một trong hai hết. Nó đều là nó dỗi liền. Bởi vì như thế này, hãy nhìn vào những gì mà đang làm được đến từ Xuyên. Xuyên đang có một cái sự áp giải ở khu vực nửa cánh dưới thì đồng nghĩa việc nếu như con xin giao trong tay Honor mà tốn thời gian y chang như ván trước đó. Đúng. Là cái bãi quái rừng nửa cánh trên của Honor nó sẽ bắt. Điều này nó đang ép cho Honor trong một câu chuyện là đồng đội của anh ta đang có hai người có thể sẵn sàng trong cú băng trụ. Nhưng nếu như chả được gì, mất luôn cả quái rừng, con Lily nó cắn hết toàn bộ đội hình của đối phương. Đó là những điều mà bên phía của T1 cần phải né tránh. Nhưng mà Honor anh ta gặp khó rồi, anh ta bắt buộc ăn bãi sói xong phải lại hướng xuống nửa dưới để cố gắng băng trụ vào vị trí của Bin. Nhưng Bin đang còn đủ cây máu ở đây. Và anh ta cũng đang thực ra là không còn tốc hành nữa. Lượng kinh nghiệm anh ta thì sao? Mới chỉ huyết được 1 phần 2 lớp cây kinh nghiệm mà thôi. Hai cái CC cứng. Thời gian. Nếu như T1 làm tốt, họ sẽ có lợi thế ở khu vực này. Hai CC cứng, không ai cứu được hết. Buộc phải làm tốt. Còn trong đó ở khu vực đường trên, El vẫn đang tiếp tục có những cú trao đổi và rút. Có cái Tele, thằng Onan canh Tele đó, thằng Onan canh Tele. Thằng Onan không biết là Tele lên top hay là boss. Đến từ Nai đó có thể. Quyết định là Tele boss. Chuyển đến từ On. Và băng trụ đang tương đối bị giảm. Tại vì ở trên là thằng El cũng đang bị dí. Thằng On nó phải đứng nó suy nghĩ, nó nhìn một thế một hồi nó mới Tele. Thiếu đi nguồn sức mạnh nữa. Và On với việc di chuyển xuống đây thì ta cũng đang giúp cho Bin cực kỳ thoải mái. Và như tôi đã nói, On cấp độ 3, nhưng khi anh ta quay về với khu vực bãi chim thì nửa cánh trên nó sạch bách hết rồi. Đó là những gì mà chúng ta đã tính toán trước với cái cú dịch chuyển vừa rồi của On. Rõ ràng là bên phía T1 phải băng trụ vào Bin để có thể gỡ gạc lại được những cái sự thua thiệt mà On. Cua nó biết né nó ném kỹ kỹ rồi. Thì một cái nhịp dịch chuyển như vậy thôi, nó khiến cho cái kế hoạch của T1 phá sản hoàn toàn. Và bây giờ là Bin dịch chuyển lên cánh trên và hứng tiếp kinh nghiệm. Hay. Quá hay đến từ bên phía BLG. Con Macroken. Nói về lượng tiền thì tạm thời T1 đang nhìn được một tí xíu, nhưng nó không phải là bao nhiêu cả. Cái quan trọng là người hít. Cái lượng tiền cách biệt này nó dựa trên cái chỉ số bao của rút với lại Bin. Đúng rồi. Chứ nó chả liên quan gì cả.
Điều này đang giúp cho các thành viên của BOG với một tình huống mà con Nelly nãy cướp sạch bách nửa cánh trên, cộng kèm thêm con cua nó ăn được nửa cánh trên nữa, nó sẽ giúp cho bên có thể cải thiện lực lượng xuyên mà không hề lo ngại mình sẽ bị rút tác động nhiều. Quá khó để cho T1 với những cách mà họ bày ra. Má giờ thằng xuyên nó bê về, nó chạy xuống rừng cánh dưới của Warner là coi chừng đáy nha. Khoảng cách chênh lệch về mặt chỉ số lính mà thôi, chứ không thể băng trụ thành công vào bin và khiến cho anh ta gặp những cái sự thua thiệt về mặt kinh nghiệm. Thì vô cách bà tốt. Lưỡng tầm nhìn đang có. Em giáo, quá đẹp luôn vậy. Vào, mất súng cao su. Anh ta mà mất một đòn nữa. Tắt tắt một hit đến cuối cùng của xuyên. Quy, không. Em góc hả? Và ngay lập tức phải bỏ về ngay lập tức. Rất bình tĩnh nên từ rút để có thể né khỏi cái tình huống phi lao đến từ con Nierle của xuyên. Và rõ ràng là áp lực của Nierle trong tay xuyên chưa bao giờ làm chúng ta phải thất vọng cả. Và để xem những bước di chuyển tiếp theo của đội là sao đây. Faker bị chói, anh ta vẫn đang có được cái lượng máu tương đối ổn với cái khiên Doran trên người. Lớp khiên trụ thì chưa được bóc đến từ nay, nhưng nó cũng đang trong tầm tấn công của anh chàng này. Và chúng ta sẽ xem được, tôi coi là Honor sẽ làm được gì. Nhưng mà do nó khó làm được gì cả, tại vì không có quái đường để tranh chấp. Đúng. Và bây giờ cái cánh đường giữa cũng đang là người đẩy vào, pin đường trên đang đẩy vào, đường dưới mid nó mà đẩy được xong nó vô nó cạnh tranh bãi chim là thằng Honor dễ thọt lắm nha. Cái cớ để có thể đánh nhau của mà Faker với con Akali thì không thể nào đẩy được rồi. Phải giữ máu nha, bây giờ mid phải giữ máu để lỡ mà phải giữ chim thì là phải đánh lộn được. Mid đang về rồi. Và cái hay là nãy giờ Elk để cho On hưởng kinh nghiệm một mình cướp rừng. Xuyên đang cướp rừng, dính một cú bắt tay, Keria đang muốn tiếp cận Faker của đây chỉ tới. Có Thiêu Đốt và ngựa keo, El đang không có hồi máu nhưng ta vẫn còn tóc biến. Honor đang tới chờ đợi, anh ta nhảy vào, anh ta đâm thẳng vào người của Xuyên và El. El bị dính nấp liều, Faker cần một cú tóc biến e. Anh ta đang muốn tiếp cận ngựa của El được hay không, đây Quy đã trúng. Faker cần một thủ tiếp cận nữa nhưng không có nhiều cơ hội, El đã sử dụng tóc biến của mình. Coi như thì quanh hài lòng với tình huống này. Rất an toàn đến từ El, khi anh ta tin rằng là thôi sẽ ôi. Đủ tóc biến và mất tóc biến bỏ chạy này, mất cái cú giảm nhẹ tên lửa và Honor đang bị đẩy vào bên trong. Keria cần một cú bắt tay. Chưa được, họ sẽ dừng lại mà thôi. Giữ được chim không? Hỗ trợ của nhau, một bên giữ được chim. Tốc biến trên người xạ thủ, một bên mất tốc biến trên người của người chưa đi rừng. Anh Xuyên đánh con Nelly này không không ngon lắm á, phóng lao hụt nhiều đó. Bị Xuyên bỏ xa quá nhiều rồi. Chúng ta đang thằng Xuyên đánh con Nelly này phóng lao hụt hơi nhiều á, nó phóng lao trúng hơn là nãy giờ là câu chuyện đó là banh xác rồi đó. Về với một đôi giày cực kỳ nhanh và ta sẵn sàng lao lên được thể tấn công dựa trên nguồn sát thương phép của mình. Anh ta đang có được cái sự thoải mái nhất định với con bài Nelly này. Còn On cũng tương tự khi anh ta được farm rất thoải mái. Và anh ta đang sẽ có được hướng tới những quán trang bị cực kỳ nhanh mà thôi. Không có gì khó khăn cả đường trên. Kiba thành công. Chưa chơi khô máu vội. Rớt nhảy vào. Anh giả lái sứ giả nha. Rớt rút đang đi cái kèo thi đấu rất là tốt. Nhưng chỉ có một vấn đề là nó không thể nào giúp cho anh ta có thể có được mạng cũng được. Bởi vì từ nãy giờ nhiệm vụ của anh ta bây giờ làm sao đừng để bị thọt quá. Bởi vì càng ngày càng bị thọt thì bạn sẽ không có được một thế trận tốt để có thể thi hành được một đội hình với cái sức sát thương trong dài đường giữa với thi đấu nó ngon như thế này. Đây rồi, rút rút bắt lại bị dính một cú W của El. Còn trong cái đó thì ba con sơ không rất nhẹ nhàng. Xuyên cấp độ 6, Honor mới cấp độ 4. Quá khó, cái khoảng cách nó đang rất kinh khủng cho cái Xuyên. Đó là những gì mà BOG liên tục tạo ra được. Họ có những đường cánh áp lực, họ có một Nai ở đường giữa vẫn đang farm ổn. Thì đó là lý do vì sao Xuyên có thể tự tin và tiến vào cấp rừng lao lên tấn công. Để xem nào, 3 điểm rồi. Chưa kích điểm thứ tư. Lại Faker nhảy vào bắn cái là nhảy được nữa. Cho nên Faker không dám nhảy trong đầu quả đó. Cái này cái dễ hiểu. Rồi, El vẫn là cấp độ 3 mà thôi. Anh ta nãy Xuyên nó vô lấy 2 bãi trong không? Nhiều lắm, hỗ trợ đồng đội là nhiều hơn. Cái này thì cấp độ 4. Kéo thành công nhưng không sao cả. Owner ở đây anh ta cứ vừa cướp được bùa xanh. Owner mất nhiều quá nhiều không? Đúng. Có thủy lôi mà. Thủy lôi băng trụ đi bự chắc. On thì đang nỗ lực để farm thôi. Gomasi ok, hiện tại Gomasi đang có những lớp kiên rất chất lượng. Nhưng nếu như mà anh ta có góc để chơi thực ra nó cũng sẽ là một vấn đề. Chắc chắn là các thành viên của BOG họ nhờ được vấn đề đấy. Chúng ta nhìn thấy Xuyên, Xuyên đi qua cướp như chúng có người vậy đấy. Anh ta không đúng rồi, nó có người đâu. Anh ta biết được những điểm số, điểm số như thế nào ở bên khu vực vòng đường phía bên kia chứ tiếng. Chứ nó là chốn con người thiệt mà. Mỗi khi quái đường nó xuất hiện là Xuyên lại một lần nữa cướp được một cách cực kỳ thành công. Và cái lối đánh của bên phía BOG đang rất hay nha. Họ để cho hai người chơi chống chịu chính của mình được farm một cách cực kỳ thoải mái. Và Elk sẽ đóng vai là một người chơi hỗ trợ. Khoan, rút thoải mái được hay không đây? Rút đang tìm cách để bỏ chạy pin mà hất được rút về là đi bụi và phải sử dụng cú đẩy, sử dụng luôn cả khô máu. Và rút đang không trong chạy phân bào vẫn về được. Rút vẫn đang đánh rất bình tĩnh và rất ổn định. Chứ bên này Nai Nierle của Ken nhìn hôm qua lấy làm chuẩn đi, con Nierle này của ông Xuyên được 6.5. Ta lúc nào cũng sẽ có một hỗ trợ đứng kề bên cạnh, khó là Elk để có thể bơm máu. 6.5 nha Xuyên ơi. Cho nên không phải đánh nồi nữa, biết còn mấy điểm nữa. Vừa rồi thì El đã về, ta bây giờ mới có cấp độ 4 trên người. Hơi thọt một chút so với Kera bên phía bên kia nhưng không phải vấn đề của con bài Senna này. Thì ta vẫn có được những điểm hồn tương đối ổn. Đã là 28 điểm hồn đến từ con bài Senna trong tay của El rồi. Thì ta cảm thấy hài lòng
khi mà những thành viên còn lại cũng đang làm rất tốt. Với lại El từ nãy giờ chơi Racing rất là nhiều. Anh thấy di chuyển đây chắc là con Senna mà di chuyển nhiều nhất ở trong khoảng thời gian khởi đầu so với lại chúng ta thấy ở trong khoảng thời gian trước đó. Một Senna cực kỳ hiệu quả đến El và anh ta đang không hề bỏ cuộc trong tình huống đi tìm những con mắt. Đây cũng là một trong những minh chứng lý do tại sao mà nãy giờ Xin đi gọi là cái nhìn lúc đầu nó không hay mà là đi, phóng lao nè, phóng lao đi Xin. Đó, chúng nhảy lên cản Kera mất tóc biến. Phóng lao nó phải trúng, vấn đề là nãy giờ nó phóng lao hụt nhiều. Rất hay đến từ El Kenta. Không khác gì một con mắt di động cả, anh ta di chuyển khắp nơi hỗ trợ cho này trong tình huống cấu riêng. Còn nói chuyện cướp rừng rồi, farm rừng nhanh rồi, đó là chuyện bắt buộc rồi, Nelly nó dọn rừng nhanh lắm. Thoải mái trong cái phần rừng của mình, anh ta đi đến đâu cũng sẽ bị phát hiện mà thôi. Và tạo ra khoảng trống rất lớn để cho Xin có thể cướp những bãi quái rừng. Và ở dưới thì cũng không có cách nào để cho bên phía T1 có thể khai thác vào một con Nautilus. Còn tốc biến, còn chiêu cuối và dư chấn cả, rất khó để cho T1 thực sự làm một điều gì đó. Còn trong khi đó thì chúng ta đang thấy là Zeus đang muốn tìm thông tin, anh ta muốn tìm những nguồn sáng nhất định. Honor cũng muốn xuống dưới đây để gắn bó nhưng mà cũng không được. Quá khó. Nó Hades nha. Honor đi tới đâu là như bị thấy tới đó hay sao? Đúng rồi, mình cũng không hiểu gì cả. Tiêu Anh đang cần tổ chức những pha đánh nhau ở khu vực đường dưới á. Đấy, Faker đang cần giao tranh để có mạng nè. Đúng rồi, bạn vừa bước vô bạn ăn quả con mắt vật tổ bên kia không cướp được. Những cái hướng di chuyển của Honor đều đọc bài hết cả. Đó là còn nếu mà đánh kỹ đợi tới trang bị lớn đầu tiên thì nó có chậm không? Đoán được là Honor sẽ muốn làm gì ở đâu. Cho nên Honor chẳng thể làm được. Akali rất cần giao tranh tại vì nếu mà farm thì farm lại con Chris. Rút đây không ăn con cua để gỡ. Thì chỉ gỡ được cho rút thôi chứ Honor cũng chẳng gỡ được gì. Tức là giảm thiểu đi cái giảm thiểu thiệt hại mà thôi. Cắt thôi. Đúng rồi. Đường trên thì anh ta vẫn đang làm tốt hơn, tranh 500 tiền so với pin bên phía bên kia. Nhưng mà ở khu vực rừng thì vẫn đang ở đâu đó 400 tiền. Nhưng vấn đề là cái lượng kinh nghiệm mà hai người chơi đi rừng này chênh lệch nhau. Ui lại trúng. Dính hơn rồi đó, dính hơn rồi đó. Sao chơi giờ? 7 điểm ơi, 7 điểm ơi Xin ơi. Đấy là lý do tại sao cái cái đống lớp thiên nó bị cóc mà Faker không làm gì được. Ui anh ta còn bị ảnh hưởng nữa. Kera đang chạy lên đây, nhưng liệu được hay không đây, Kera thực ra cũng không làm gì được tại vì anh ta đi ngang qua tầm nhìn rồi. Quá khó, đến từ những cái bẫy, đến từ những con mắt, đến từ khả năng kiểm soát bản đồ của BLG. Và T1 đang rồi cảm thấy nghẹt thở. Đúng rồi, thì khi đã đánh xác định Senna là phải biết kiểm soát tầm nhìn. Tạm thời gọi là điểm 10 dành cho Xuyên đi. Đúng là tại sao anh ta điểm con Nelly. Anh Trung thì cộng điểm vùng miền, nghe điểm ưu tiên, nghe điểm gia đình có công cách mạng cho Xuyên vậy. Tự đi về luôn. Hãy nhìn kìa, lớp khiên vẫn đang bóc và Nai thắng đường. Chắc chắn Nai thắng đường. Với cái đống lớp khiên đó mà anh ta không thắng đường thì thực sự rất uổng. Còn con sâu không đang được ăn. BLG chắc là không muốn đánh đâu nhờ. BLG không muốn đánh. Họ có ban sâu làm vốn rồi. Cho nên bây giờ bên kia ăn ba sâu nó cũng chả có dư vị gì cả. Và ý định của T1 là muốn đánh, không muốn dần tận dụng con sâu này để có thể câu kéo càng nhiều người càng tốt. Tôi đang thấy một Zeus có thể bị bắn đến từ Nai. Nai bắn liên tục người của Zeus và Zeus cũng cảm nhận được là hiện tại mình đang không đủ sự chống chịu. Nai quyết định là chuyển sang địa chỉ cái trụ. Anh ta đúng một hit bắn nữa là anh ta có được lớp thiên thứ tư. Và thêm vài cái bọc xúc súng thôi là anh ta lấy được một đống máu nữa đến từ cái trụ này. Còn Zeus thì bất lực, Zeus bây giờ cũng đang bị thọt farm luôn. Tại vì pin ở bên trên đang được farm thoải mái. Còn Zeus đang phải đi cùng với đồng đội để cứu vớt càng nhiều những con quái rừng càng tốt. Nó mà vô tên nha. 86-73. Và Xuyên là làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Thì Kenyan nó đánh ngày hôm qua thì hôm nay phải dùng Kenyan làm chuẩn chứ đúng không? Zeus hoặc là những thành viên khác giữ lại những con bãi quái cùng một giải đấu. Ono đang quá yếu. Gần như là cùng một tình huống. Cũng đang bị chênh lệch quá. Cũng là ván đấu có thể quyết định kết quả. Thì phải dùng Kenyan làm chuẩn chứ. Và con rồng thứ hai này bắt buộc phải bỏ cho BLG mà thôi. Để coi nào. Không đây. Ono muốn cướp à? Ono muốn cướp được khá thành công. Và anh ta vẫn còn tóc biến là vốn. BLG chắc chắn không thể nào đánh được. Bởi vì nhiệm vụ của họ phải làm sao để cho Xuyên cướp. Chứ giao tranh họ khó nhận. Giao tranh vẫn là một cái gì đó hơi khó cho bên phía của BLG có thể làm được. On đang lựa góc để móc và anh ta móc được không thành công. Anh ta bây giờ ngồi ở tại thật ra cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Một cú ràng buộc đến từ L nhưng nó không mang lại nhiều ý nghĩa. Còn trong khi đó thì hiện tại T1 ít nhất họ hài lòng. Không có hai con rồng để làm vốn và con rồng đất. Ừ, Nidalee mất mục tiêu là cũng phải trừ điểm đó. T1 và BLG sẽ nhắm tới một bên sẽ cần rồng đất để gia tăng thêm khả năng chống chịu. Bên còn lại sẽ muốn giảm đi mức độ chống chịu của đối phương. Mà chưa kể đến con Kassante càng về sau mà có rồng đất nữa thì đó là một nỗi ám ảnh. Rất hay, đến từ những tình huống vừa rồi và T1 cho thấy được rằng họ tinh thần họ vẫn chưa bị ảnh hưởng. Khi Honor vẫn lao xuống cực kỳ quyết đoán và trừ phạt thành công. Đây là nhịp mà bên phía của BLG biết được rằng Honor sẽ muốn cướp để xem cái độ ship sao của hai cái trừng phạt này là như thế nào đây. Vừa khít đi từ Honor. Và Xuyên hình như không cướp 970 mấy. Không kịp. Không cái kịp. Trừng phạt của anh ta lúc đó không kịp bởi vì Honor là người tính sát thương chuẩn hơn với cái nhịp đánh thường và trừng phạt cùng một lúc. Đúng là tinh thần của bên phía T1 đang không bị ảnh hưởng nhưng mà tinh thần về mặt kinh như là cái tổn thương về mặt kinh tế đang hơi nhiều. Tại vì ta nhìn vào nửa cánh trên, hồi nãy khi bắt Senna thì điều kiện bắt buộc của BOG là nửa cánh trên phải thắng được. Và đó là ba lớp khiên. Rồi sau đó ở khu vực đường giữa là bốn lớp khiên bị bóc đi.
đó là rất giàu có và cái BOG mặc dù họ không có Honor tính ra đánh ván này cũng khó quá ha. Họ đang làm rất tốt với những cái chỉ số farm, với những cái tình huống bóc thua thì là nó là thua, thắng thì là con Nearly lại bị lại khó. Tiêu An hài lòng với việc họ có lần sau mà cởi em con sứ giả này. Anna anh Sang Hốc ơi, Nearly được không? Faker quay qua hỏi Nearly can nhận hay xuyên. Tôi cũng nói thêm một cái nữa là On từ nãy giờ đang farm khỏe. Họ đã cái cấp anh ta còn bằng với Zoot nữa. Tức có nghĩa là hai người chơi chống chịu từ nãy giờ có BOG đều đang có những cấp độ vừa đủ và khả năng chống chịu vừa đủ tốt. Đúng. Và On cũng đã có món trang bị thuần đầu. Còn ngược lại thì Zoot ở trong giai đoạn này anh ta vẫn đang chưa có bất cứ một cái gì gọi là đầu cả. Và khi Zoot quay trở lại với lại Bin, đồ anh ta đang yếu hơn so với lại Bin. Anh ta mới có cái tàn tích 30 cộng kèm với một cái giày. Còn trong đó phía bên kia đã có một đôi giày cộng kèm thêm một món trang bị dùng để gọi là chống phá những gì mà Zoot có thể làm, cộng kèm thêm nữa là khả năng ẩy lính của ta nữa. Đó là những điều mà BOG họ muốn làm từ đầu trong việc mà để Elk di chuyển như một hỗ trợ và để On được farm được hưởng kia một mình. Anh ta BOG đang có hai cái trụ rất là nhiều tiền đang đợi. Cái gì phóng cái gì? Là hai người chơi đường trên cả. Đúng rồi. Xuyên. Hai con chống chịu được farm, có được những món đồ lớn. Xuyên. Thậm chí khỏe hơn cả con rắc tay của Zoot cơ. On. Tìm cách gỡ nhưng không thành công. Và Honor vẫn đang tiếp tục xuyên tìm một cách để có thể khai thác được càng nhiều máu càng tốt. Và Bin bật những gì có thể lên thành lên. Còn Honor đang có xuyên tấn công liên hoàn tập kích, nhưng cơ hội tấn công quá khó. Khả năng phá chân của BOG là có. Họ còn cách đúng cái công trình cũng khoảng 3 hit bắn đến từ Nai mà thôi. Còn khu vực đường dưới, Zoot vào đây giữ được phong thái rất tốt. Nó đến từ việc là Bin hơi sâu trong việc tấn công một khu vực trụ của đối phương. Nhưng chắc có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Thứ quanh bắt buộc phải có được con sứ giả này để gỡ công trình. Bởi vì họ biết ba cái trụ đầu của họ đang rất mỏng manh. Nhưng hình như BOG đang muốn đánh. Họ đang đặt một cái quyết tâm khá lớn. Nhưng họ muốn công trình nhiều hơn. Cái góc này di chuyển để lấy cái trụ là khá nhanh. Và có sự có mặt đến từ Nai nữa. Bóng đi. Họ muốn bảo vệ cái trụ bằng chúng nhiều vô. Đó, được. Gỡ điểm. Bảo vệ nó bằng mọi giá. Cần nhiều hơn. Gỡ điểm. Giúp cho tốc độ tấn công của BOG được đẩy lên cao hơn. Ông ra đền Shogun nha. Chúng thì rất khó để anh ta có thể hỗ trợ đội của mình. 10 lớp khiên. Đúng rồi. Áp lực ở trong trận đầu tiên đến từ BOG là cực kỳ lớn và nó giúp cho họ có đủ khả năng để làm điều đó. Nhưng vấn đề là bây giờ khi không có lớp khiên nữa, chỉ có những cái trụ trơ trọi không bị không có những lớp bảo vệ thôi. Thì bên phía BOG cần phải tăng tốc và tranh thủ khoảng thời gian này để ít nhất lấy được trụ một đường giữa đối phương và mở ra thế tấn công vào sâu và Baron. Bởi vì nãy giờ họ đã mất quá nhiều thứ rồi. Họ mất hai con rồng, họ mất đi sứ giả, họ mất ba sâu. Thì 10 lớp khiên đó nó chưa thực sự được cụ thể hóa bất cứ điểm hạ gục nào cả. Nhưng nếu như nó được cụ thể hóa trong giai đoạn sau dựa trên những công trình thì tôi cảm giác nó sẽ là thời điểm bên phía của T1 sẽ gặp nhiều vấn đề đấy. Tại vì khi mà BOG tăng tốc, chúng ta thấy rõ ràng họ mà tăng tốc là đối thủ rất khó nó có thể và để chiều theo được cái tốc độ đó. Cho nên nếu như bây giờ mà T1 không bảo vệ được bất cứ một công trình nào thì rồng đất hai rồng đầu T1 ăn. Họ đang có một cái thế chủ động hơn. Tại vì khi ba cái trụ của bạn đang yếu máu như thế, bạn phải chia người ra để phòng thủ liên tục. Còn trong đó ở phía bên kia chi tiết lúc nào cũng sẽ có một cái số lượng người nhiều hơn dựa trên việc là trụ của bạn quá dày để bạn có thể đi lòng vòng. Cho nên từ đó bên phía BOG vẫn đang rất thoải mái trong việc chờ đợi cơ hội. Các bạn vừa đón nét nha. Cảm ơn Sojon nha. Nãy giờ nếu mà tỷ lệ ném lao của đằng Xuyên nó trúng nhiều hơn là cái trụ mid là đi rồi. 4 cái lao liên tục xung quanh đường giữa vừa rồi mà nãy mà nó trúng nhiều hơn là ăn được cái trụ mid rồi. Rất yếu máu. Trụ mid của T1 còn chúng xíu máu nó còn y nguyên à. 1-3-1 đến từ T1. Và BOG cũng tương tự, nhưng họ đang có những vị tướng mạnh hơn rất nhiều ở nửa cánh trên với những khoảng cách chênh lịch tiền và những món trang bị lớn nữa. Để xem bên phía BOG sẽ triển khai như thế nào khi đây là quãng thời gian đang tạm thời chậm lại và T1 sẽ cảm thấy hài lòng để họ có thể gia tăng thêm cái lượng tài chính của mình. Ít nhất là lợi thế mặt giao tranh đến từ phía của T1. Nó ném nửa cây bình mana rồi kìa. Cho nên họ vẫn đang tự tin rằng là con rồng này họ vẫn có thể tranh chấp được. Còn ngược lại Guma Yoshi phía này có thể bị kẹt lại. On cần một cú móc chuẩn xác, anh ta móc một cú móc vào tường là thằng On và thằng Jin. Nhưng Caria tới không đủ nhanh. Nhưng mà con rồng thì vẫn đang bật nhạc xấu. Anh em siêu và swap không? Bỏ ra để có thể chạy lên. Đây không phải là Xuyên với On, đây là Off với lại Xuyển rồi. Và đã có trụ đầu tiên cho BOG. Bây giờ các cần của họ là giải quyết cái trụ thứ nhất khu vực đường dưới. Họ có thể làm được tại vì Zoot bây giờ không thể nào vừa bảo vệ hết năng lượng người đánh trong một pha giao tranh được. Nó phóng tới hết năng lượng luôn kìa. Không có đi chơi. Chính xác. Và đó là những gì ở bên phía T1 đang muốn tránh. Họ không muốn lao vào những pha giao tranh. Đó lý do vì sao mà bên phía của Honor cũng đã phải bỏ các cái nhịp ăn rồng của anh ta và hỗ trợ cho WC cũng như đó. Bắt đầu rồi đó. Ngồi đoạn coi mà tức. Hơn đoạn này thì Xuyên không có đủ tầm để quăng cái mũi láo vào người của mũi lao vào người Caria còn không là toang. Rồi thấy chưa? BOG là đội chủ động. Bên kia không làm gì được cả, họ thả xin cái nước ra để nhằm đứt cơ hội vô tên nha. Nhưng người đang mất máu bán người thường phải được bật trước khi mà cái nguyên vừa rồi của Xuyên nó trúng tóc biến của On cũng phải được sử dụng. Na đang bắn và Na đang trong tư thế khá nguy hiểm, anh ta đang bị kẹt bên trong cái bông khối của Faker. Faker đang tung chiêu liên tục
nhưng nay vẫn còn kẻ chuyện của Toros đây rồi. W được đó là thủy quân bị hất tung mọi thứ vô mọi người của Mexico cũng cánh của đường là phải gọi, nhưng đó là first blood đã có và để dành cho Bin. Faker phải bỏ chạy bằng tất cả những phi tiêu mà anh ta có. Zeus đang bị kẹt lại, Zeus có súng cao su, Zeus đang tìm một cái đường bỏ chạy tóc biến lên đây một con Zeus muốn né chiêu nhưng quá cuối cùng thì On và Swain đã trở lại trong dạng phân vào thì Zeus đi hay không cho BLG. Chúng ta đã tự hỏi bao giờ BLG sẽ tăng tự nhiên tốc. Chơi kỹ năng định hướng trúng cái game nó kỳ ha. Ở cái nhịp rồng khi có đầy đủ 5 thành viên thì BLG tăng tốc đột ngột và ngay lập tức có được những điều mình cần. Cái vấn đề vẫn tự nhiên chơi game mà dùng chiêu trúng cái nó khác ha. Cái gì họ đã có 3 cái trụ quốc trung nha, có T1 thì bây giờ họ làm gì cũng đúng. Còn ngược lại T1 không có rắc là không một ai che nổi những mũi lao, không một ai mở được cả. Và BLG hiểu được vấn đề đó, họ tràn chơi chiêu trúng cái nó khác liền ha. Fumayoshi đã không còn cái hồi máu để có thể gọi là trụ càng lâu càng tốt. Một cú móc đỉnh cao của On, một cú móc cũng rất nhạy cảm khi mà Fumayoshi vừa bước ra khỏi cái bụi mà thôi, rất tự tin vào quyết đoán đến từ On để dồn mọi thứ vào người của xạ thủ bên phía T1. Và bên phía của BLG cũng có quá nhiều những vị tướng châu nữa, đó là Cassante, đó là một con nào đó được farm, được solo kinh nghiệm. Và bên phía của T1 chẳng thể nào cái áo của thằng cơn bạc nào cả. Cái áo của thằng bé béo ngồi giữa mà gây được. Nếu chưa tính cả áo có dòng chữ này, khó chịu thì lượng sát thương mới chỉ hơn chả làm mẹ vậy bố mày hơn một chút mà thôi. Một ván thi đấu mà không cần phải bàn tới về câu chuyện hay đến từ BLG rồi đó. Di chuyển rất đỉnh, di chuyển rất cao, còn trong cái đó thì các thành viên của T1 giờ chỉ có thể phụ thuộc vào câu chuyện giao tranh. Nhưng họ đang phải giải quyết hai vấn đề. Đầu tiên là về việc họ sẽ giao tranh làm sao khi mà đó sẽ là tình huống 5-5, tức là họ phải đưa vào một tư thế 5-5. Nhưng BLG được quyền làm một câu chuyện, đó là con Tristana được quyền để lẻ. Đúng. Và bốn thành viên còn lại, tôi cảm giác cái sải tay của họ đủ dài để họ tạo một khoảng cách nhất định. T1 chỉ có một trường hợp họ bọc được đằng sau để họ chơi. Nếu như họ không bọc được đằng sau, họ sẽ bị cuốn theo lối chơi của BLG ngay lập tức. Đồng ý. Bên phía BLG sẽ được chủ động. Anh em thành viên đồng kênh lên cho Lu cái logo cờ của đội cổ vũ các bạn nào. Và cấu máu đối phương trước thềm bước ra một con. Sắp tới những tình huống ngặt nghèo nhất rồi đó. Vẫn đang làm tương đối tốt với việc đường trên được đẩy đến từ Nai, đường dưới Bin luôn luôn giữ nó ở một cái tư thế khiến cho rút bắt lẽ này, bắt lẽ này. Nhưng mà đi tới đâu thì đi tới đó. Người ta còn tốc biến con còn full full tài nguyên. Thế là BLG họ tận dụng được rất hay, tức là họ phá công trình xong là cái vàng mắt mà họ trải ra là owner đi đâu là họ đều thấy. Không có pha giao tranh nào để cho con Akali có mạng thì cút đó nha. Nghĩ đến câu chuyện thắng giao tranh. Nhưng BLG đang tận dụng lượng tiền đó đã bóp nghẹt từ từ chứ không phải là ùa vào để khiến cho bên phía của T1 có thể gỡ được kinh tế đó. Và chính điều đó đang giúp cho các thành viên của BLG vẫn đang lần lượt có được những lợi thế. Và với một đội hình cấu rỉa mà bạn nhiều, với một con Nearly mà cấu rỉa mà có nhiều tiền hơn thì chắc chắn là tận dụng cái lượng tiền đó để nó cấu rỉa kinh còn hơn nữa. Một ván thi đấu mà BLG đang cho thấy cái đẳng cấp của mình cũng là rất cao khi họ cũng có thể đọ macro với bên phía T1 trong một cặp, trong một ván thi đấu quyết định, một ván thi đấu mà chưa có nhiều điểm hạ gục. Nhưng họ vẫn đang làm chủ thế trận với khoảng cách chỉ khoảng chừng 4.000 tiền mà thôi. Một khoảng cách mà chúng ta thấy rằng T1 đã rơi vào rất nhiều rồi. Nhưng ở thể hiện tại thì họ đang cho thấy sự bí bách của mình trong cái việc owner anh ta đi đến đâu phát hiện tới đó. Và rất khó để cho T1 có thể thực sự ép một pha giao tranh ở thể hiện này. T1 sẽ muốn đặt rất nhiều trọng tâm vào cái trụ một khu vực đường giữa, nhưng bây giờ công cụ không có, họ không còn con tay ngắn nhiều quá, bắt buộc phải sử dụng đến từ của Majusi. Rất nhiều tay ngắn cho nên không đụng vô trụ được. Phải giao tranh ở khu vực mục tiêu thôi. T1 chỉ có thể giao tranh ở khu vực rồng thôi. Ví dụ như con rồng xuất hiện, Nai sẽ đẩy khu vực đường trên để tạo những áp lực, rồi sau đó là anh ta sẽ dịch chuyển để hỗ trợ đồng đội của mình. Còn trong cái đó thì đối với T1 vẫn sẽ là câu chuyện cũ, họ vẫn có thể tận dụng được những địa hình để giao tranh, nhưng vấn đề câu chuyện là họ phải giải quyết công trình xong. Chúng ta nhìn nè, không phá được trụ một đường giữa, không phá được trụ một đường dưới, cái chỗ bên rừng bên kia của bên phía BLG không có một con mắt nào màu xanh cả. Rất khó nếu như bây giờ muốn bất cứ thành viên nào của T1 đi sâu vào như vậy để phải cắm mắt. Và rõ ràng là trên người của họ chỉ toàn máy quét mà thôi, một mình Kera là người có mắt thì anh ta cũng chẳng thể đủ tự tin để có thể tiến vào và kiểm soát những con mắt như thôi. Vì đã đến nha, BLG làm nãy giờ với owner anh ta vẫn đang gặp tương đối nhiều sự khó khăn. Khoảng cách chênh lệch giữa hai người chơi đi rừng vẫn đang khoảng chừng 1.000 tiền. Bắt On à, và bắt On thì là hơi khó khi anh ta lúc nào cũng sẽ có đột biến trên người. Cái vấn đề là On bằng cấp với Bin và rút. Đúng rồi, đó là câu chuyện mà BLG đã trình diễn từ đầu rồi. Họ luôn luôn giữ On ở một cái trạng thái cực kỳ là thoải mái, anh ta chưa bao giờ phải nằm xuống một lần nào cả, chứ chưa nói đến việc là anh ta gặp khó khăn. Cái cây máu của On nhìn cũng ngán nữa. Anh ta bằng cấp rồi đồ của anh ta để coi nào. Hai đồ. Anh ta hơn đồ với lại rút nữa.
Tức có nghĩa là bây giờ người chống chịu bên phía BOG đang cứng hơn so với lại người chống chịu bên phía T1, thì T1 sẽ càng ngày càng bị khó hơn. Và họ đang bị đưa vào tình thế bắt buộc. Chúng ta xem, cứ mỗi khi mà BOG họ xuất hiện một cái là sẽ có từ dăm ba độ có khoảng hai con mắt nó sẽ cắm sâu khu vực rừng bên kia, và nó đều cắm bằng những cái ngã ba ngã tư của bên phía khu vực rừng của T1. Và nếu một thành viên nào ăn phải một mũi lao thì chắc chắn cái hệ lì để lại nó sẽ vô cùng cao. Rõ ràng là bất cứ một thành viên nào mỏng manh đây, ui nhưng Faker là cũng bắt đầu phải vô tên nha, máu rồi. Tuyên định lên mặt nạ ta, mặt nạ cũng được để có thể ném những mũi giáo đau hơn vào người một Zac hay là một Xin Zhao. Cái mặt nạ nó sẽ có một tác dụng như thế này: nếu như bạn đi cắm mắt, bạn đạp phải một cái bẫy, mặt nạ nó đuốt tương đối thế là bạn lại gặp vấn đề nữa. Đây rồi, lên bắt tay kéo ngược về, cơ hội là đây rồi, mọi thứ cho mọi người cũng xuyên wow. Chắc chắn đây cũng khá thành công. Cơ hội của T1 đã có, họ đang bắt đầu thiết lập một cái thế để lấy được công trình ở khu vực giữa. Họ đã chờ đợi rất lâu và sự kiên nhẫn này. E1 trúng E2 phải vào Faker. Nhảy vào hình như hơi sau, nhảy vào tên Faker. Và lượng máu cứu cánh đã không cứu được Honor. Honor cố gắng lấy được bãi chim nhưng không thành công lắm. T1 đã tìm được một câu trả lời nhất định, nhưng nó sẽ cần nhiều hơn nữa. Cái giá phải trả cho những cú lao hụt của thằng Xin. Ít nhất là họ đã giải quyết được vấn đề của một con Nidalee. Ít nhất là họ đã hạ gục được quân bài này. Và những mà hạ gục dành cho Faker là cực kỳ quan trọng để giúp cho tinh thần của T1 trở lại với ván thi đấu mà họ đang bị đè nén là quá nhiều. Kể ra tốc biến bắt tay và ác thiệt. Chúng đã bày ra là cái công trình đầu tiên ở khu đường giữa này, và họ sẽ muốn nhiều hơn, đó là một con rồng để tiến tới với rồng bản lề. Có rồng bản lề thì bên phía T1 sẽ dễ chơi hơn, họ sẽ ép được bên phía BOG và những pha đánh lớn nhiều hơn, 5 năm nhiều hơn. Cuối cùng thì câu trả lời cũng đã có từ các thành viên của T1, họ nhận ra được là Xuyên đã đứng một góc vừa đủ để cho Faker cũng như là Honor nhảy vào tấn công. Mặc dù đó là màn đổi mạng, nhưng cũng rồng và cái trụ một khu vực ở giữa là những giá trị để lại rất là tuyệt vời để cho phía T1 nghĩ tới một thế trận nó khác hơn nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ phải dành lời khen cho Kera với tình huống quyết đoán tốc biến bắt tay của mình. Đây, chúng ta được xem lại. Xuyên quá tự tin, anh ta nghĩ rằng là On và Eo đứng đủ khoảng cách để có thể bảo vệ bản thân mình. Nhưng Honor, xin lỗi bạn, đó là Kera cho thấy sự quyết tâm và sự quyết đoán của mình. Tốc biến lên bắt tay vào và Faker không làm trượt bất cứ một động tác nào với con bài Akali này, cắt rất gọn để có thể đưa Xuyên lên bảng điểm số. Nhịp tấn công thứ hai, Honor có vẻ là hơi vội vì cứ nghĩ rằng là bên phía T1 sẽ đủ sức để lấy công trình này. Rồi sau đó anh ta lao vào cũng chưa phải là muộn. Thăm mình cái cú cánh không khích lắm nhưng mà cũng được. Vấn đề là Akali có mạng, đó là cái mà T1 đang cần. Đưa cho cái lượng tiền này nó ở mức độ khó quá. Trước khi đến, họ có con rồng bản lề để hướng tới cái linh hồn rồng, một trong những linh hồn cực kỳ quan trọng, để ít nhất khi những mũi lao đến từ Xuyên nó trúng vào một phát thì vẫn sẽ có người đứng che dựa trên lớp khiên đó. Thế nên họ vẫn có thể tự tin vào câu chuyện đó. Nhưng bây giờ, điều bây giờ họ cần phải làm là những con mắt. Chúng ta xem, đã có ngay một con mắt liền luôn. Đã có ngay một con mắt cắm vào sâu khu vực rừng phía bên kia sau khi cái trụ một khu vực bị mất liền. Và đây là một trong những dấu hiệu tích cực đến từ bên phía của T1. Còn trong đó BOG, sau tình huống đó xong thì tạm thời họ vẫn chưa làm được gì hơn cả. Họ đang bị bí bách và họ sẽ cần phải tìm một phương pháp khác. Ván đấu này thể hiện lý do tại sao mà ở ván 2 là thằng Xuyên nó không biết con Nidalee. Hai món trang bị rồi, chuẩn bị qua hai món trang bị rưỡi, chuẩn bị qua tới ván 3 chứ. Ba món trang bị, một sự nguy hiểm có thể được tạo ra. Lỡ đánh cũng không có chắc lắm. Nó phải đợi vô kiểu đâu. Cho em một ván làm vốn đi. Tức là phải có một ván làm vốn nữa thì mới dám bích con Nidalee, tại vì nó đánh cũng không thực sự nét. Và đây, khi Xuyên trở lại bản đồ, chúng ta thấy rằng cái áp lực của anh ta vẫn là cực kỳ lớn. Tóc biến lên thủy lô tầm nhiệt, Faker tóc biến bỏ chạy. Xuyên cần một mũi lao đã quăng ra giữ chân Faker lại. Faker đang bị tấn công những cú rất hay của đối thủ. Ê, dịch chuyển à, định mở à. Họ định mở. Xuyên có thông tin là bây giờ là quăng mũi lao. Bây giờ anh ta phải cấu địa trúng nha. Kera đang đứng một góc độ, Kera đang bị tách ra. Và một mũi lao nữa nó đốt kìa, mặt nạ nó đốt kìa. Người góc lại đó là Zeus. Mũi lao trúng vào người của Zeus. Zeus đang tóc biến lên nhưng ta không nảy nảy nổi. Anh ta đang trong dạng phân bào, không ai cứu nổi anh ta cả. Mũi lao tiếp theo được quăng ra, Kera bị kẹt lại đỉnh mình, vẫn còn phải được bật lên. Và lại một lần nữa câu chuyện đến từ tầm nhìn của rồi thôi. Kera anh ta đang bóng eo đang tới băng thương và Kera sẽ phải nằm xuống của Messi bị dính cú đạn bùng tóc biến nó bỏ chạy. Mũi lao của Xuyên vẫn đang tiếp tục phát huy được nguồn sức mạnh của nó, và Honor cũng như là của Messi phải lùi về Baron cho biết gì. Một tình huống mà Faker đã cố gắng để kiểm soát phần rừng của mình nhưng không được. Bin thấy Guma Yoshi mở rồi đường sẵn sàng rồi, bị làm chậm, bị dính luôn cả khô máu. Mặc dù sử dụng tất cả những có thể nhưng Guma Yoshi vẫn phải nằm xuống. 7-2 cho BOG. 7-2 cho BOG sau một tình huống tăng tốc. Vì đúng kiểu Faker chết cái như rắn mất đầu luôn. Họ có mạng Faker, họ có mạng Kera, có mạng Zeus và có thêm cả con Baron. Đúng kiểu Faker chết cái mất kiểm soát hành vi luôn. Không đến từ BOG. Chứ cái nổi da gà với lại cái cách tốc độ của rất nhanh, rất nhanh. Tức là họ mà tăng tốc một cái là bạn không ngờ được, là bạn không biết được là họ tăng tốc vào thời điểm nào. Bởi vì rõ ràng là về cơ bản BOG vẫn đang hơn tiền. Chỉ một nhịp mà Xuyên nằm xuống thôi chắc chắn là chưa đủ. Đồng ý là nó sẽ giúp cho T1 có được những con mắt sâu hơn vào phần rừng của BLG. Nhưng khi mà Xuyên trở lại và kiểm soát tầm nhìn cùng những đội đội của mình thì những người đi lẻ để kiểm soát tầm nhìn như là Faker, như là Kera sẽ gặp nguy hiểm. Và đó rất đơn giản tự nhiên cúc luôn. Với những lợi thế chênh lệch về tiền, về trang bị thì Faker nằm xuống. Tự nhiên cúc rồi. Nỗ lực phản công
nhưng bên phía BG vẫn còn quá nhiều tài nguyên để chơi. Và không sai lầm trong tiểu gia tranh tiếp theo. Họ có con Baron, họ đẩy được công trình. Là cái câu chuyện con rồng nó khó cho T1 lắm. Chúng ta xem được tình huống này. Giá không trúng, nhưng túc biến xong siêu động đó là chiêu cuối đến từ On. Chính là túc biến chiêu cuối đến từ On. Rồi sau đó anh ta vẫn có đủ thời gian đúp đâu vòng qua cái tường và túc một cú kéo. Cái bông khói của Baker đâu ta? Chắc là anh ta đã mất ở nhịp nào đó rồi. Cú kéo tiếp theo cũng rất hay. Rồi là những mũi giáo nữa, cái ràng buộc tuyệt vời đến từ El để không cho phép Zeus có nhảy và hồi lại được cái lượng máu đó. Còn đây là nhịp mà Kenya. Cái quả này thì hơi chấm hỏi tí xíu. Ừ, chắc là như thế này, anh ta đoán là On sẽ móc một cái, cho nên là anh ta đứng che, anh ta hy sinh luôn. Chỉ có điều là anh ta không ngờ được là đối thủ đứng đợi một khoảng thời gian vô cùng lâu rồi sau đó ta mới bắt đầu xử lý tiếp. Cho nên tình huống đó thì suy cho cùng thì nhiệm vụ của Kenya vừa rồi chắc là cũng muốn hy sinh, cho nên thôi kệ đi. Cái quan trọng hơn là hiện tại bên phía BOC một hồi sau, chính con Senna này lại là một cái món vũ khí mà BOG sẽ mang ra. Bao nhiêu hồn? 102 hồn. 30 phút 102 và hồn. Bây giờ chúng ta nhìn nè, kể cả con Kalista, cái sải tay của nó cũng rất là khó tác động vào Senna. Senna đang đứng một tầm xa, nó bắn ở cái chỗ mà chúng ta nhìn kìa, rất khó cho Zeus có thể nhảy vào được bên trong. Phía bên này Faker đang chờ đợi, họ đang để nhảy vào được. On đã thấy được Guma Yoshi, Nai giảm nhẹ. Trời ơi, móc chết rồi kìa, Guma đi rồi. Bị kẹt lại, bị mất quá nhiều máu và anh ta sẽ phải móc hơn. Xong rồi đó. Cú cánh của mình. Xong rồi. Và đây là cú nhảy vào cắn Faker nằm xuống pin, hất tung được hai thành viên Nai nhảy vào tấn công. Chiêu khô máu được bật lên và Zeus này bị kẹt lại. Phía bên này hợp chất đứng lại bung ra giữ cho được hai thành viên và Xuyên vẫn đang bị tấn công tiếp. El đang tới tốc biến lên móc hồn hạ cũng được thêm một thành viên nữa. On bị mất máu. Nhánh thua chào đón đương kim vô địch thế giới. Và đó là double kill dành cho El, đã mang về thứ vũ khí thường hạng 102 linh hồn và bây giờ là 113 linh hồn. Bạn phiêu diêu nha. Thì BOG đã tăng tốc thật sự. Và đó là chiến thắng cho đại diện số 1 của LPL. 3-1 đến từ BOG, 3 ván đấu hủy diệt. Và họ đã có được một tấm vé để vào chơi trong trận chung kết của nhánh thắng. Họ sẽ đối đầu với Gen Z, một đại diện tiếp theo đến từ khu vực LCK. Một ván thi đấu không thể nào có thể bàn tới về cái đỉnh cao của khả năng macro, đỉnh cao của khả năng đảo đường, đỉnh cao của tất cả những yếu tố. Khoảnh khắc ba cái trụ đó. Má mày thông báo kết quả 3-1. Là khoảnh khắc BLG chuẩn bị tốc. Và thứ ba trụ đó nó kinh khủng, nó đúng như một chiếc F1 và họ đã cán đích với chiến thắng này. 3-1 dành cho BLG. Rõ ràng là đã có những sự chống trả đến từ bên phía T1, nhưng những lợi thế mà họ đã để mất, chính xác là chẳng có lợi thế nào cả, mà là bên phía BLG những cái lợi thế họ tạo ra lúc đầu là quá nhiều. Họ liên tiếp tìm được vào vị trí của Honor, khiến cho Honor không làm được bất cứ một sự đột biến nào cả ở trong cái ván thi đấu này. Không thể ganh vào On, không thể ôm